Nước Markandeya ở tại lưu vực sông Hằng tại Ấn Độ, thủ đô là thành Vương Xá. Ông vua tên là Tần Bà Sa La, đệ tử của Phật. A Lan Nhã dịch là nơi tịch tĩnh. Đức cũng là nơi tịch tĩnh Pháp, là nơi tu hành lý tưởng nhất. Đức Phật Thích Ca thành chánh đẳng chánh giác ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thái tử Tất Đạt Đa, tên tục của Phật. Ngài là người thừa kế ngôi vua, tương lai chắc chắn sẽ sống trong giàu sang phú quý, hưởng thú vui vợ đẹp con xinh. Song Ngài cảm giác đời người là khổ, không cách gì giải thoát, nên trong tâm buồn phiền không vui. Một ngày nọ, Thái tử muốn ra khỏi hoàng cung du ngoạn, sai tùy tùng chuẩn bị xe. Ngày thứ nhất, đi về cửa hướng đông, thấy một người phụ nữ đang sinh nở, tâm trạng rất là đau khổ. Thái tử bèn hỏi tùy tùng rằng, đó là việc gì thế? Tùy tùng đáp, người phụ nữ sắp sinh con, nhìn một lát thì đứa bé sinh ra và bên khóc không ngừng. Thái tử thấy hoàn cảnh đó rất buồn bã, không vui, bèn trở về hoàng cung, cảm giác sinh là khổ.